Hôm nay chợ to lắm, chợ to rất nhiều cây nhá, rất nhiều cây hay đấy. Còn là người mua thì chưa thấy mấy, nhưng mà nhiều cây hay đấy. Hôm nay các bác đón xem những cái cây chất lượng đấy. Nhiều cây đẹp quá, không biết bắt đầu từ đâu. Đây vẫn đồ của bác Quách Tĩnh à? Đây à? Từ đây của lại à? Cái tùng ấy bao nhiêu bác? 40. Quá đẹp. Mấy chục đây? 40 triệu. Cái nào vậy? 40 triệu. 40 triệu chú cắt lá như là cắt cái cây mà mấy triệu. Cắt nó cắt cái này mình mua được mình chưa ấy mà. Thôi chú cắt đúng phải cắt từ kia lâu đúng không? Cắt sơ rồi. Về nhà mình còn bắt đầu nhặt nha, còn lọc nếu mà chơi thì lọc. Tụt là chỉ có ấy thôi, tùng cối thôi. Mình mà lọc kỹ mà mình cắt tùng răm nữa thì là cho nó hơi đẹp hẳn đấy. Cái này ít đứa bắt đầu nó khô đầu lá gì nó xấu. Thì đâu đúng là lòng mình phải cắt thật to như này, thịt như này. Không, la hán thì phải cắt thế này nó mới ra thì nó non nảy, được. Nó nảy là nó là chứ la hán mà cắt đến đây thì cái những cái lá này nó vẫn cái này vẫn còn đây. Đây. Càng đau thì nếu mà tùng cối ấy, tùng cối thì nhúm búp này thì được. Đúng là cái này cắt gần như hết lá thì ví dụ cái chùm này mình cắt sẵn hẳn tới đây, nhiều đi chợ thì mình cắt bởi vì nó vẫn còn đây chưa cắt cái này thôi. Là để cắt cùm đi gần như hết lá. Nó nảy mới nó đẹp khỏe. Còn tùng cối mà cắt thế này thì nó làm nhem này. Tùng cối thì phải rứt nó đen xì. Nó hán cắt được. Thì nếu mình cắt dở nó ra nửa lá thì nó mới đen. Mùi thơm hết nhỉ. Mùi lá cắt nó thơm hết. Đấy, cây này. Này. Tập phẩm tùng là hàng Giang Nguyên. Đó. Này đổ thêm một chút nữa thôi. Giật thêm một nấc nữa. Cây này. Cây. Tay này to chút nữa đẹp. Kiểu như là kiểu như công nhân môi trường nhỉ. Bốn xịt. Cái tùng là bao giờ nó vẫn đẳng cấp. Cái xanh kia bao nhiêu? Xanh của? Xanh à. Cái bao nhiêu anh? Xanh này của bạn 60. 60. Cái loạt mà na ná này là của bác à? À. Đẹp nhà vườn. Có hai anh em có gần nhau? Một cách xịn luôn. Hay là khác địa phương nhau? Có gần nhà nhau? Đây là của anh này. À, khác xa. À. Cái một con giống cũng con dáng hơi siêu kia cũng thế à? Là bao nhiêu? Con này của tớ đây. Cái đấy là 100. 100 à? Đây là 100. Còn cây này vừa bảo bao nhiêu nhỉ bác nhỉ? Này 60 triệu. 60. Đây giá mang đi bán thì à, bác là đến thì lại khác. Bác đến từ đâu đấy? Bác đến từ đâu đấy? Tôi đến từ Mỹ Đức Hà Tây. À Mỹ Đức. Gần đây thôi. Có từ số điện thoại lên anh nha, mà thích giao lưu thì gọi cho tớ. Ok, bác cứ đặt khoản anh 0352 gì nhỉ? 168 666. Zalo liếc thoải mái đâu. Có dùng Zalo liếc không? Có, Zalo tớ. Hình ảnh liếc. Phố Văn Hợi. Cũng là cái số vừa nãy. Mỹ Đức. Nhà nhiều đồ chất lượng hơn không? Cách ra biển xịn. Nhà có còn nhiều đồ chất lượng hơn không bác? Có. Đấy, khu vực này nhiều cây hay đấy. Là cái này tưởng mỗi cây một bên thì trầu ra một bên làm đôi đẹp quá. Có một chút là đẹp. Cái này cũng nhận đẹp. Đẹp rồi. Tay cành quá kém luôn. Tay cành chưa cắt được một tí nào luôn. Thì nó vẫn còn đời. Cái đấy tay cành được. Chầu Đồng Nai khá hay. Còn cây này bao nhiêu bác? Đấy. Đấy nó luôn để ngọt lên. Mua sau này tới đây. Cây là một cái đấy, đây mình nuôi tay này cho phóng ra đã. Con này mình dựng ngọn đây. Đây ngọn bắt cây này. Tay đứng ngọn ngọn này. Ok. Cây đấy thì bao tiền? Cây này 50 triệu. Kinh ấy nhỉ? Bán cốt cách của nó xịn.
ra giá đẹp ghê ấy nhỉ. Thế còn con si kia chắc không phải quá. Không phải. Rồi. Sơ bộ là anh em là biết biết giá thế là biết biết bằng nhau rồi. Quay cho anh em xem. Lan bây giờ nó đắt như thế mà cây nó đắt lên là phải thôi anh ạ. Tôi lại quay lại với Quách Tĩnh vậy. Giá là khác phải không? Còn nếu nói rẻ quá anh em như là Tân Thành. Đó nào. Rẻ quá lại không mua đúng không? Đúng không? Giờ rẻ 4-5 triệu, tôi có 4-5 năm đi, tôi có cửa rồi. 4-5 năm chưa có. 4-5 năm chưa có, và này. Rồi, sơ bộ mấy cây thế các bác biết. 450 năm thì loại này chưa có tuổi rồi. Si này là cũng của Quách Đại Hiệp à? Quách Đại Hiệp ơi. Si này cũng nhà mình à? Đây của ai không biết. À. Thôi. À 45 à? Đúng giá rồi. Đây coi là đại ca. Quay này anh em mình phải trả lời cho nó chuẩn vào. Đây là bán trên mạng rất chuẩn đấy. Đọc vừa phải thôi thì mới giao lưu. Đọc nhiều quá người ta chửi. Cái này là chưa báo giá nhỉ? Bao nhiêu cái này Quách Đại Hiệp? 25 triệu. Không ai báo được bớt tí bán đi. Điền các bạn. Các bạn điền đâu? Điền xin. Mình đọc luôn số điện thoại vào đấy để cho mọi người báo sát giá luôn. Báo sát giá luôn đấy cho nó hợp lý. Bác kêu báo hơi sợ. Đó. Bác kêu báo hơi sợ. Đấy, các phố 0942 455 hay liên hệ Quách Đại Hiệp, chủ nhân của một loạt cây này hot. Đầu lắm. Cái cây này dáng đẹp, tay canh làm dối, quá dối luôn. Thế hôm nay lại cho lên đấy à? Thắng lấy rồi. Ai? Thắng. Cái người thắng bèo ấy á? Chơi rồi. Thắng bèo chưa mạnh nhỉ. Tí nữa chắc lại trở lên nhà đi hắn. Sạch sẽ. Cho đằng sau con nó dáng đẹp đủ ít tay canh này. Già. Hơi già. Khi ra những tay canh không làm toàn mới làm. Đã cắt được tí nào rồi toàn uốn. Thấp hơn thì nữa thì giá trị hơn. Không thấy thân đều cắt giờ cắt thì bao giờ mới bán được. Thực ra cái này là người ta lười cắt, người ta nếu mà làm từ đầu thì thoải mái hơn. Vấn đề là người ta đi buôn nó phải khác, giờ lại bảo người ta cắt nó thì chết. Cái này là cây chơi, cái này thì bán rồi đúng không? Rồi thì thôi, không quan tâm nhiều.
bán trên vỉa hè của hai cái di chuyển đây. Bán bánh mì và hai trà này. Tránh tụ tập. Vẫn đặc cấp lắm. Đấy, bây giờ bắt đầu nhìn thấy đường chạy xương sầu, nhìn thấy đủ đấy. Nhiều cây lắm. Quay chi tiết thì chắc phải đến mai. Đúng không? Đến mai. Sáng nay phải đi. Suối cũng khá như vậy. À quên, mấy cây trên xe này thì giá cả nào đúng không? Đây, cây này thì cái đấy bao tiền nhỉ? 42 triệu. Nghệ thuật nhỉ? Việt chi đảo địa. Đấy, tay chiếu thủy rất đẹp. Còn bên trong thì sao? Phê trực trong như chi là sao? 150. Bên trong là 150 nhé. Đây, cái này để bãi đây. So với các bà thuốc này. Đó. Đồ già đồ cỡ đại đây. Rồi, ok. Sang chỗ các bác khác.